Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 836. Lần này cuối cùng đã người đàn ông cũng có phản ứng. Sao? Đánh nhau mà cũng rón ra rón rén. Lẽ nào sợ tôi phá hoại những thiết bị này của cậu? Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng, dường như đã tìm thấy cách để giành phần thắng. Lâm Minh nhíu mày. Có những chuyện tôi khuyên ông nghĩ kỹ rồi hãng làm. Tôi nghĩ là không cần thiết. Người đàn ông cười lớn, lật tay bổ vào thiết bị ở bên cạnh. Choang, thiết bị lập tức vỡ tan tành. Từ Chính chưa kịp rời đi ở đằng kia giật nảy mình. Chạy mấy bước xông tới, tim như muốn thỏ ra máu. Ha ha, tâm cảnh của cậu đã loạn, đây là cơ hội tốt nhất. Người đàn ông cười lớn, lại phát động tấn công Lâm Minh. Khoảnh khắc phát động tấn công, bàn tay ông ta lại rung lên, đánh một luồng sức mạnh phi thăng về phía một thiết bị cách đó không xa. Đây rõ ràng là dương đông kích tây. Nếu Lâm Minh bỏ mặc đống thiết bị kia thì chúng sẽ tan tành. Còn nếu quan tâm đến thiết bị thì sẽ phải chịu đòn này. Xem cậu chọn thế nào. Người đàn ông cười khẩy, sức mạnh trên bàn tay bất ngờ tăng lên, đánh vào lồng ngực Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không hề do dự, cất bước lao về phía trước, giơ cánh tay lên, đánh tan luồng sức mạnh phi thăng đang bay về phía thiết bị, bảo vệ chúng an toàn. Ngu xuẩn! Người đàn ông cười lớn, bàn tay nặng nề đánh vào lồng ngực Lâm Minh, sức mạnh bá đạo điên cuồng xâm nhập vào trong. Nhưng cơ thể Lâm Minh chỉ khẽ chấn động rồi không có bất cứ phản ứng gì. Nụ cười của người đàn ông cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng. Người đàn ông sững người, vào khoảnh khắc này, tim cũng đập mạnh. Không biết vì sao ông ta cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, lạnh thấu xương, giống như linh hồn sắp bị đóng băng. Ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Minh, đôi mắt đó quá đáng sợ. Người đàn ông âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng vung chiêu, định tấn công tiếp. Nhưng ngay giây sau, nắm đấm của Lâm Minh đã đánh tới. Nắm đấm này nhanh như điện, không kịp đề phòng. Người đàn ông vội vàng chống đỡ, nhưng đã muộn một bước. Dầm, nắm đấm đấm mạnh vào lồng ngực của người đàn ông. Phụt, người đàn ông lập tức nôn ra máu, bay ra xa, đâm vào tường của cung điện ở phía sau. Vách tường nứt ra, ông ta lăn xuống đất cùng với đất đá vỡ nát. Nhưng ông ta không dám nằm trên đất mà cố chịu đựng cơn đau đôi ngực, vội vàng đứng dậy, len về phía cửa, định chạy ra khỏi cửa trốn. Hiển nhiên, ông ta biết mình không thể chiến thắng được lục địa thần tiên như Lâm Minh, nhưng sao Lâm Minh có thể để ông ta rời đi? Nếu người này quay về gọi cứu binh, một lục địa thần tiên như Lâm Minh lấy gì đấu lại? Lâm Minh lập tức rút thiên sinh đao ra, đứng từ xa vùng về phía cửa. Vù, sức mạnh phi thăng tinh thuần dồi dào, giống như nước lũ dâng tràn đầy, chặn kín cửa lại. Trình tôm tép, người đàn ông hét lên, lấy một hồ lô to cỡ ngón tay từ trong túi ra, đặt bên miệng thổi. Vù, những dòng khí vô cùng lạnh lẽo nhanh chóng bay tới, hình thành một tường băng ở trước cửa. Con người trong mắt Lâm Minh giãn ra, tường băng này là do đóng băng sức mạnh phi thăng hình thành. Khí tức lạnh lẽo, có thể đóng băng sức mạnh phi thăng của lục địa thần tiên. Nếu không phải đích thần nhìn thấy, Lâm Minh cũng không dám tin vào mắt mình. Soạt, người đàn ông bước tới vài bước, phá vỡ tường băng, sau đó một tay nắm cửa, dùng sức đẩy ra. Không hay, ông ta định chạy, chặn ông ta lại. Nhóm người trang chủ Vân Tiếu và Sở Thu điên cuồng phát động tấn công. Người đàn ông vừa chống đỡ đòn tấn công, vừa cố gắng mở cửa ra. Tuy ông ta không phải lục địa thần tiên, nhưng chung quy cũng có thực lực gần với thần tiên. Sức phá hoại của chiêu thức mà đám người trang chủ Vân Tiếu sử dụng có hạn, hoàn toàn không đủ để ngăn ông ta lại. Đúng lúc đó, vèo, một hoa văn ánh sáng màu vàng rực rỡ tỏa ra, sau đó nhìn thấy vài hoa văn ánh sáng kèm theo phù lục phủ xuống, bao bọc lấy người đàn ông đó, giống như một chiếc vòng lồng màu vàng. Người đàn ông sửng sốt, vội vàng đưa tay muốn đẩy hoa văn ánh sáng đó ra. Nhưng ngay khi chạm vào hoa văn ánh sáng, ông ta lại rụt tay lại, giống như bị điện giật. Người đàn ông kinh ngạc, lập tức tấn công hoa văn ánh sáng, nhưng vẫn vô ích. Hoa văn ánh sáng không hề lung lay, bỏ qua đòn tấn công của ông ta, hoàn toàn nhốt ông ta vào bên trong. Đây là cái gì? Người đàn ông hỏi. Đây là kết giới thiên thần. Lâm Minh nói. Kết giới thiên thần? Người đàn ông sửng sốt, sau đó hét lên. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Nhưng làm vậy cũng vô ích. Lâm Minh vung tay, kết giới thiên thần kéo người đàn ông bay về phía này. Kết giới thiên thần của thiên trì là kết giới thời thượng cổ. Trong thời gian ngắn, lục địa thần tiên cũng không thể thoát ra được, đừng nói là người đàn ông đó. Mọi người mừng rỡ, đồng loạt ùa lên. Người đàn ông vẫn còn muốn tấn công, nhưng kết giới chặn mọi chiêu thức của ông ta. Lúc này, Lâm Minh chậm rãi nhấc thiên sinh đao lên, đi về phía người đàn ông.
nhìn lưỡi dao trắng như tuyết đó, trong mắt người đàn ông đầy vẻ sợ hãi. Cậu định giết tôi? Không, cậu không được giết tôi, không được. Người đàn ông run rẩy la lên, nếu cậu dám giết tôi, chủ nhân của tôi sẽ không tha cho cậu đâu, tuyệt đối không. Chủ nhân của ông? Lâm Minh nhíu mày. Không sai. Dường như người đàn ông cảm nhận được sự biến hóa trên mặt Lâm Minh, âm thầm mừng rỡ, vội nói. Đúng, chủ nhân của tôi là nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở Long Mạch dưới lòng đất. Nếu cậu dám làm tôi bị thương, chủ nhân tôi biết được thì có tha cho cậu không? Ông ta nói vậy, người xung quanh đều thay đổi nét mặt. Người đàn ông đầy vẻ đắc ý, ngạo nghễ đều nhìn sang. Một giây sau, Lâm Minh đột nhiên nói một câu. Chủ nhân của ông sẽ biết là tôi giết ông sao? Người đàn ông nghe vậy lập tức sững sờ. Chủ nhân của ông không ở đây, cũng không biết tôi là ai. Tôi giết ông thì người đó sẽ biết là ông bị ai giết sao? Lâm Minh lắc đầu hỏi. Người đàn ông tuyệt vọng run rẩy nhìn Lâm Minh, một lúc lâu không nói gì. Được rồi, ông nên lên đường rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, định vung đao. Nhưng giây sau, người đàn ông đó quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, xin hãy tha cho tôi một mạng, cầu xin cậu. Người đàn ông khóc lóc cầu xin. Lần này, lòng kiêu ngạo của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi cũng mất sạch. Ông ta chỉ muốn sống tạm bợ. Ông nói, mình có chủ nhân, sao chúng tôi có thể tha cho ông? Nếu thả ông ra, ông quay về gọi viện binh thì chúng tôi lấy gì chống đỡ? Sở Thu lạnh lùng nói. Đúng đấy, minh chủ, trừ cỏ phải trừ tận gốc, giết là tốt nhất. Trang chủ Vân Tiếu cũng lên tiếng huyền nhủ. Mọi người đều như vậy. Người đàn ông nghe thế thì mặt mày xám xịt. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Tôi không giết ông cũng được, nhưng ông phải thay tôi làm việc. Việc gì? Đại nhân cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ không từ chối. Người đàn ông vội nói. Tôi muốn ông dẫn tôi đến Long Mạch dưới lòng đất. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái gì? Người đàn ông sửng sốt, chốc lát sau vội vàng cầu xin. Đại nhân có thể đổi điều kiện khác được không? Tôi thấy vẫn là nên tiễn ông lên đường thôi. Đừng, đại nhân, không phải tôi không muốn dẫn cậu đi, mà thực sự là tôi không dẫn cậu đi được. Vì sao? Không phải ông nắm cách ra vào con đường đó sao? Đại nhân, thật ra không mấy ai nắm được cách ra vào đường đó. Thường chỉ có những cao thủ chân chính của Long Mạch dưới lòng đất mới nắm được. Người như tôi làm gì có tư cách biết được cách ra vào đường đó. Vậy ông làm sao mà ra được vào được Long Mạch? Tôi nhờ có giấy thông hành mà chủ nhân ban cho. Có nó rồi, tôi muốn ra vào Long Mạch cũng thông suốt không gặp trở ngại. Người đàn ông vừa nói, vừa lấy một tờ giấy thông hành ra, đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy quan sát một lúc, nhíu mày. Giấy thông hành này có chất liệu đặc biệt. Hơn nữa, hoa văn trên đó cũng kỳ lạ, khó mà sao chép. Phải, đại nhân, cho nên tôi mới không dẫn cậu đi được. Và lại, giấy thông hành này là tạm thời đăng ký thông tin của tôi. Người khác có được nó cũng không sử dụng được. Tôi cũng không có cách nào khác. Người đàn ông cười gượng. Ông nói phải. Lâm Minh gật đầu, đưa giấy thông hành cho người đàn ông, nói. Nếu vậy, ông đợi khoảng 2 ngày. 2 ngày sau, tôi sẽ đi cùng ông đến Long Mạch dưới lòng đất. Ông phải giúp tôi tìm hai con người, rõ chưa? Đại nhân, làm sao cậu vào được đó? Người đàn ông kinh ngạc hỏi. Chuyện đó không cần ông lo. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ông. Ông muốn sống thì nói cho tôi biết. Nếu không muốn, bây giờ tôi có thể tiến ông lên đường. Lâm Minh nói, sau đó kỉ đao lên cổ người đàn ông. Muốn, đại nhân muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ làm theo. Người đàn ông bị dọa sợ, hét lên thảm thiết, không dám dò dự chút nào. Người đàn ông hoàn toàn không ngờ vị lục địa thần tiên này lại đáng sợ như vậy. Ông ta biết mình chưa chắc là đối thủ của Lâm Minh, nhưng ông ta không ngờ Lâm Minh lại không cho ông ta cơ hội chạy trốn, còn dễ dàng khống chế ông ta như vậy. Vực Diệt Phong xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy từ lúc nào? Hơn nữa, người này trông vô cùng trẻ tuổi. Phải biết rằng, thiên tài đẳng cấp này ở Long Mạch dưới lòng đất cũng cực kỳ hiếm có. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ông ta cũng không dám tin Vực Diệt Phong lại có thiên tài như vậy. Tốt lắm! Thấy người đàn ông đầu hàng, Lâm Minh hài lòng gật đầu. Đại nhân, cậu muốn tôi tìm hai người nào? Người đàn ông cẩn thận hỏi. Ông đã nghe tới người tên Diệp Viêm chưa? Lâm Minh hỏi. Diệp Viêm? Người đàn ông sửng sốt, sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Ông tổ nhà họ Mãn thì sao? Cũng chưa từng quê qua. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Hỏi gì cũng không biết phải không? Người bên cạnh bực mình rút kiếm ra, ra vẻ như muốn chém ông ta, ra làm nghìn mảnh. Người đàn ông bị dọa sợ, vội xua tay. Tôi thực sự không biết. Địa vị của tôi không cao.
Mỗi ngày trừ phục vụ chủ nhân ra thì là hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân cho, những việc khác tôi đều không biết. Địa vị không cao. Lâm Minh nhíu mày, người bên cạnh hít ngược một hơi. Người có thực lực thế này mà địa vị ở Long Mạch dưới lòng đất lại không cao. Chẳng lẽ người trong Long Mạch dưới lòng đất đều là lục địa thần tiên? Sở Thu nhỏ giọng hỏi. Lục địa thần tiên thì đúng là có vài người, mà cao hơn lục địa thần tiên thì cũng có. Ở Long Mạch dưới lòng đất, người có nền tảng giống như tôi sẽ không thể đột phá đến lục cảnh giới lục địa thần tiên. Đời này vô vọng, chúng tôi sẽ dùng thuốc để nâng cao thực lực. Mặc dù thăng cấp lên cảnh giới lục địa thần tiên, gặp được lục địa thần tiên có thể chiến đấu một trận, nhưng cái giá phải trả là hy sinh tất cả thiên phú và ngộ tính của mình. Ông ta nói, trong mắt toát ra vẻ mất mát và vô vọng sâu đậm. Ở vực diệt vong, thực lực đại diện cho tất cả. Đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tu vi không thể nâng cao, đồng nghĩa đời này vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này, mãi mãi thua kém người khác, không thể trèo lên cao. Đây là một cuộc đời nhìn qua đã thấy được kết cục. Ai không muốn phá được xiềng xích này, đứng trên đỉnh cao cơ chứ? Bọn họ nhìn nhau, ai nấy đều có ánh mắt phức tạp. Người đàn ông cười chua chát, dường như đã nhìn thấu tất cả, đang định đứng dậy nói chuyện thì lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Thật ra nếu ông muốn, tôi có thể giải được dược hiệu trên người ông, giúp ông khôi phục thiên phú và ngộ tính. Hơn nữa, tôi có thể giúp thiên phú và ngộ tính của ông nâng cao một bậc, giúp ông đột phá lên lục địa thần tiên. Nghe anh nói vậy, người đàn ông lập tức cứng đờ người. Ông ta gian nan quay đầu, nhìn Lâm Minh mà không tin nổi. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Đại nhân, cậu nói gì? Cậu có thể giải được dược hiệu trên người tôi? Cậu có thể giúp tôi đột phá lên cảnh giới lục địa thần tiên á? Đúng, Lâm Minh gật đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người đàn ông hoàn hồn lại, cười hơi điên cuồng. Thuốc của tôi là do Long Dược Vương luyện chế. Trong vực diệt vong, có biết bao nhiêu người dùng thuốc tôi dùng. Không ai giải được, trừ khi y thuật của cậu cao hơn Long Dược Vương, còn không thì tuyệt đối không thể. Long Dược Vương, đó là một trong những người có y thuật cao nhất ở Long Mạch dưới lòng đất. Bọn họ đại diện cho y đạo của Long Mạch dưới lòng đất. Không, bọn họ đại diện cho y đạo của cả thế giới ấy. Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ sùng bái, ánh mắt nóng bỏng. Thế à? Lâm Minh nhìn chằm chằm người đàn ông, quan sát một lát, đột nhiên lên tiếng. Thuốc mà ông dùng có phải mang tính hàn không? Người đàn ông nghe vậy, lập tức cứng đờ người. Sao cậu biết? Người đàn ông kinh ngạc hỏi. Loại thuốc này không chỉ mang tính hàn, mà sau khi uống vào, nó sẽ bắt đầu xâm nhập từ lá phổi, sau đó lan rộng ra đến khí mạch hai cánh tay, hội tụ nơi tim, từ lách, dạ dày, thận, lan xuống dưới huyệt vị dưới chân, sau đó lại đột nhiên quay ngược lại, chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tôi nghĩ cả quá trình này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, ông sống không bằng chết, nhiệt độ cơ thể duy trì ở âm 50 độ, cả người giống như cột băng. Sau 3 ngày có lẽ sẽ tạm thời khôi phục nhiệt độ thường. Lâm Minh vừa nhìn người đàn ông, vừa phân tích. Lời nói của anh khiến người đàn ông há hốc miệng. Ông ta sửng sốt nhìn Lâm Minh, một lúc sau mới run rẩy. Có phải có ai nói với cậu về dược hiệu của loại thuốc này không? Ông nghĩ vực diệt vong này có mấy ai vào được Long Mạch dưới lòng đất? Lại có mấy ai nói với tôi về loại thuốc này? Lâm Minh hỏi ngược lại. Vậy sao cậu lại biết hiệu quả của loại dược này? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Đơn giản, dựa vào cái này. Lâm Minh chỉ vào mắt mình, người đàn ông hoàn toàn sững người. Thật ra, loại thuốc này không hủy hoại thiên phú và ngộ tính của ông hoàn toàn. Nó chỉ phong ấn thiên phú và ngộ tính, đồng thời dùng dược hiệu thay thế thiên phú vốn có. Dưới sự điều khiển của dược hiệu, mỗi lần vật khí tấn công sẽ kèm theo uy lực của dược hiệu. Cho nên thực lực của ông sẽ được nâng cao, Lâm Minh nói. Có chuyện như vậy sao? Người đàn ông ngạc nhiên. Chỉ tiếc. Tiếc cái gì? Tiếc là mạng của ông sẽ không kéo dài lâu. Lâm Bình bình tĩnh nói. Tôi nghĩ người như ông dùng thuốc xong, tuổi thọ cao nhất cũng chỉ kéo dài thêm 5 đến 10 năm, đúng không? Nghe vậy, người đàn ông như sắp phát điên. Ông ta không quan tâm cơn đau, nắm chặt lấy vách hoa văn, ánh sáng của kết giới thiên thần, ánh mắt như sắp rời khỏi hốc mắt, nhìn Lâm Minh một cách nóng bỏng. Đúng, đúng, cậu nói đúng cả. Những người dùng loại thuốc này chỉ có thể sống 5 đến 10 năm, không sống được lâu. Tôi dùng loại thuốc này đến nay đã được 4 năm. Tôi cảm giác gần đây tu vi đang hao hụt, cơ thể cũng không thoải mái. Chắc tôi sắp chết rồi. Đại nhân, xin hãy cứu tôi. Cầu xin hãy cứu tôi. Chỉ cần cậu có thể cứu tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Người đàn ông giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, giọng nói sắc bén. Tu vi sụt giảm, cơ thể không khỏe cũng là hiện tượng bình thường. Bởi vì dược hiệu trong cơ thể ông đang biến mất,
Hiệu quả của loại thuốc này cũng chỉ kéo dài 5 đến 10 năm. Dược hiệu giảm, tu vi giảm, dược hiệu tan, người cũng tan theo. Lâm Minh nói, sau đó triệt tiêu kết giới thiên thần. Người đàn ông quỳ xuống đất, cả người đầm đìa mồ hôi, giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Long Dược Vương ở Long Mạch dưới lòng đất có trình độ thế nào tôi không biết, nhưng xem ra là không thua kém gì tôi. Nếu ông đồng ý, đi theo tôi nói rồi, tôi không chỉ giúp ông giải được dược hiệu mà còn giúp ông sống được, giúp ông đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Ông có sẵn lòng không? Lâm Minh nói. Người đàn ông nghe vậy, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ vẻ tha thiết mong đợi. Đại nhân trên cao, tôi là Tử Ngọc, thể chết đi theo đại nhân, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không đối phó qua loa. Tốt, tốt lắm. Lâm Minh đỡ Tử Ngọc dậy, sau đó rút thiên sinh đao ra chém về phía ông ta. Hả? Tử Ngọc sững sờ, vô thức tránh đi, nhưng không kịp nữa. Ông ta không ngờ Lâm Minh vừa kêu gọi mình đầu hàng lại đột nhiên rút đao chém. Trong khi lưỡi đao chém tới lại không có cảm giác đau đớn, ngược lại ánh sáng dịu dàng lấp lánh bao phủ toàn thân ông ta. Một lúc sau, Tử Ngọc lại cảm thấy giống như cả người được đổi mới, những vết thương đó đều biến mất, không cảm thấy đau đớn nữa. Ông ta nhìn qua cơ thể mình, không còn vết sẹo hay thương tích nào nữa. Đại nhân, cái này... Đây chính là y thuật của tôi. Lâm Minh thu đao, mặt dày nói. Tử Ngọc vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, lập tức quỳ một gối xuống, chắp tay nói. Đại nhân thần uy cái thế, xin nhận của Tử Ngọc một lạy. Mau đứng dậy đi. Lâm Minh thản nhiên cười nói, lại đỡ Tử Ngọc dậy. Thật ra, muốn chữa trị vết thương trên người của Tiểu Ngọc không dễ. Ông ta là người có thể chống lại được lục địa thần tiên, không giống như người bình thường. Dù là Lâm Minh, muốn chữa trị cũng phải tốn công sức. Dùng thiên sinh đao phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng, nhưng Lâm Minh phải giải ngầu cho đến cùng. Nếu không thì không đủ để lấy sự tín nhiệm của Tử Ngọc. Bây giờ có Tử Ngọc ở đây, Lâm Minh đến Long Mạch dưới lòng đất cũng không đến nỗi không có người nào dẫn đường. Tử Ngọc, ông sang một bên nghỉ ngơi trước. Tư Chính, anh mau nghiên cứu đi. Lâm Minh hô lên. Vâng, anh Lâm, nhưng máy đã bị hư, tôi phải gọi người đến sửa chữa trước. Tử Chính thở dài nói. Lâm Minh gật đầu, lập tức gọi người đến sửa. Tử Ngọc lại thở dài, chắp tay. Đại nhân, lần này chủ nhân phái tôi đến đây là để tìm kết tinh Nhật Nguyệt. Nếu không tìm được, e là tôi có quay về cũng sẽ bị chủ nhân giết chết. Kết tinh to bằng cái ngón cái không hề tồn tại. Cho dù tôi có phái tất cả mọi người đi cùng nhưng cũng không thể tìm được trong một thời gian là một ngày. Có phải chủ nhân của ông muốn dồn ông vào chỗ chết nên mới sắp xếp cho ông nhiệm vụ mà ông không thể hoàn thành không? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Không, không phải. Đại nhân, thực ra tình hình của chủ nhân tôi cũng không khả quan. Tử Ngọc thở dài. Gần đây chủ nhân của tôi phải đối mặt với kẻ địch, phải có được kết tinh tăng cường tu vi. Nhưng kết tinh ở Long Mạch dưới lòng đất đều bị khai thác hết. Chủ nhân tìm khắp nơi mà không có nên mới phái tôi đến vực diệt vong để thử vận may. Vậy thì khó. Lâm Minh nói, nếu ông quay về sẽ bị giết thì đừng về tốt hơn. Đi theo làm việc cho tôi. Khi nào làm xong việc, ông hãy ở lại bên cạnh tôi cũng có thể giúp ông chữa trị. Đại nhân đúng là có ý tốt, nhưng trước khi đi, tôi đã dùng độc dược của chủ nhân. Tiểu Ngọc đầy vẻ bất đắc dĩ. Độc dược? Lâm Minh sửng sốt, anh ta lại không hề phát hiện Tiểu Ngọc đã trúng độc. Độc bình thường anh nhìn qua là có thể nhận ra, dù là những loại độc kỳ lạ cũng có thể nhìn ra dấu vết. Nhưng anh ta lại không nhận ra được gì từ vẻ bề ngoài của Tử Ngọc. Anh lấy châm bạc ra đâm vào cơ thể của Tử Ngọc, sau đó rút ra quan sát thật kỹ càng. Một lúc sau, ánh mắt Lâm Minh lập tức trở nên nghiêm nghị. Y thuật của chủ nhân ông xếp thứ mấy ở dưới Long Mạch lòng đất? Ít nhất cũng đứng thứ mấy trăm. Tử Ngọc suy nghĩ rồi đáp. Lâm Minh lại rơi vào trầm tư. Anh đã biết sơ qua loại độc mà Tử Ngọc trúng. Nghiêm mặt mà nói, loại độc này ở vực diệt vong rất ít người có thể nghiên cứu ra, cho dù là Lâm Minh cũng phải phí một chút công sức. Từ đó có thể thấy về phương diện y dược, chủ nhân của Tử Ngọc không phải hạng tầm thường. Nhưng người như vậy chỉ xếp hạng ngoài mấy trăm, vậy thì Long Dược Vương phải có thực lực như thế nào? Lâm Minh không biết. Lúc trước, anh nói y thuật của Long Dược Vương không thua kém mình chỉ là để an ủi Tử Ngọc, xoa dịu cảm xúc của ông ta. Bây giờ xem ra, chỉ sợ y thuật của Long Dược Vương hơn xa mình. Trong lòng Lâm Minh vừa cảm thấy nghiêm trọng, vừa kích động. Anh bắt mạch cho Tử Ngọc. Tử Ngọc không dám có động tác gì, chỉ nhìn Lâm Minh. Chốc lát sau, Lâm Minh lên tiếng. Ông đừng về chỗ chủ nhân của ông nữa. Tôi sẽ giải độc cho ông. Sau này ông hãy đi theo tôi. Thật sao? Tử Ngọc mừng rỡ, vội nói. Nếu đại nhân có thể trị độc cho tôi, đương nhiên Tiểu Ngọc sẽ đi theo đại nhân.
Được, chúng ta bắt đầu chữa trị. Lâm Minh không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt tay chuẩn bị dược liệu, nấu nước thuốc, châm cứu cho Tử Ngọc. Tuy độc này rất khó phát hiện, độc lực mạnh mẽ nhưng muốn giải độc cũng không khó. Chỉ qua một ngày, Tử Ngọc đã nôn ra máu bầm, giống như độc tố được bài trừ ra khỏi cơ thể. Đợi ngày hôm sau, ông ta mừng rỡ phát hiện cả người mình vô cùng nhẹ nhõm. Đại nhân, phương pháp chữa trị của cậu đúng là có hiệu quả. Tôi cảm thấy xiềng xích trói buộc trong cơ thể tôi đã biến mất rồi. Tin rằng không lâu nữa, độc trong cơ thể tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Tử Ngọc vô cùng kích động, vành mắt ươn ướt. Ông rất nóng lòng rời khỏi chủ nhân của ông sao? Lâm Minh hỏi. Sao lại không muốn? Nếu không phải vì kẻ đó, sao tôi lại bị chôn vùi tiền đồ thiên phú của mình? Tử Ngọc cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và hung dữ. Hóa ra thuốc tăng cường của Long Dược Vương là chủ nhân ông ta ép uống. Lòng mạch dưới lòng đất có không ít người như chúng tôi. Không phải bọn họ tự nguyện dùng thuốc. Cho dù thiên phú không tốt, đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên vô vọng, cũng sẽ không buông bỏ mọi thứ dựa vào thuốc để thăng cấp. Vậy dưới trướng chủ nhân của ông còn bao nhiêu người tương tự như ông? Lâm Minh nghĩ tới điều gì đó, lên tiếng hỏi. Có 2-3 người. Người giống như chủ nhân của ông chắc là không ít nhỉ? Chỗ nào cũng có. Vậy tốt. Lâm Minh lộ ra nụ cười sâu xa. Lần này ục 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 ục, một chuỗi tiếng động lạ vang lên. Cỗ máy to như lò luyện ở trung tâm nhẹ nhàng rung chuyển, khói cuồn cuộn bốc lên bên trên. Anh Lâm, sắp thành công rồi! Tử Chính ở bên kia hô lên. Lâm Minh nghe vậy lập tức nhìn về phía cỗ máy. Một nhân viên nghiên cứu đang đứng trước máy thao tác, trên màn hình lớn hiển thị nhiều lệnh và ký hiệu. Nhân viên nghiên cứu đó toát mồ hôi, tập trung gõ vài ký tự gì đó, tùy theo 10 ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím, tần số rung của máy cũng càng lúc càng nhanh. Kéo dài khoảng mười mấy phút, tần số rung của máy dường như đã đạt tới giá trị cao nhất. Cả chiếc máy giống như sắp rã ra, người xung quanh đều hồi hộp quan sát, tập trung tinh thần. Cuối cùng, vù vù vù, cỗ máy dần dần dừng lại, nhân viên nghiên cứu cũng thả tay ra, ngã ngồi xuống đất. Người bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ, nhân viên khác lập tức bắt đầu hiệu chỉnh. Từ Chính cũng làm việc trở lại, điều khiển chiếc máy trước mặt mình. Chẳng lâu sau, cạch, một tiếng động nặng nề vang lên. Một ngăn chứa ở bên dưới chiếc máy to lớn được mở ra, sau đó khói đen cuồn cuộn, mùi khó ngửi lan tràn. Lâm Minh kích động chạy đến lấy một bộ quần áo trong suốt từ trong đó ra, phấn khích la lên. Thành công rồi! Thành công rồi! Lâm Minh và những người khác bước nhanh về phía trước, bối rối nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mỏng tang mà Từ Chính đang cầm trên tay. Từ Chính cầm bộ quần áo bước nhanh đến chỗ Lâm Minh. Lâm tiên sinh, xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi! Anh đang nói bộ quần áo này sao? Phải. Tử Chính nói một cách hào hứng và tự hào. Lâm tiên sinh, bộ quần áo này là công cụ đắc lực giúp anh đi vào long mạch dưới lòng đất. Ồ. Lâm Minh lập tức cầm lấy bộ quần áo, cẩn thận quan sát. Tiểu Ngọc bên cạnh tỏ vẻ khó tin. Cái gì vậy? Chỉ dựa vào thứ này sao? Một bộ quần áo mỏng như cánh ve như vậy mà có thể giúp một người trưởng thành đi vào long mạch dưới lòng đất ư? Đừng đùa tôi chứ. Tôi không đùa. Tử Chính liên tục lắc đầu và nói một cách nghiêm túc. Bộ quần áo này được làm bằng vật liệu như nano tiên tiến nhất. Bề mặt của nó có công nghệ mô phỏng sinh học, có thể dễ dàng loại bỏ sức gió và lực va đập trong đường hầm. Không chỉ vậy, toàn bộ cấu trúc của nó còn có thiết kế ánh sáng yếu tiên tiến. Tử Chính giải thích, thuật ngữ chuyên ngành khiến Lâm Minh và Tiểu Ngọc bối rối. Tiểu Ngọc nghe không hiểu cho nên vẫn không tin rằng bộ quần áo này có thể giúp Lâm Minh đi vào long mạch dưới lòng đất. Lâm Minh thì ngược lại, rất tin tưởng Tử Chính. Anh cầm bộ quần áo lên nhưng lại không cảm nhận được sức nặng. Khi mặc vào, bộ quần áo dường như biến mất. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không cảm nhận được dấu vết của quần áo. Muốn biết nó có hiệu quả hay không thì phải thử. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó đi về phía cửa. Tử Ngọc cũng đi theo. Vân Tiếu trang chủ, Sở Thu và những người khác đều vây quanh lại xung quanh anh. Lâm Minh rút thiên sinh đao ra, đâm vào trước cổng, rồi chuyển sức mạnh phi thăng vào đó để biến nó thành kết giới lan rộng ra xung quanh nhằm bảo vệ người trong cung điện khỏi bị thương bởi sức gió và va chạm trong đường hầm. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Minh hít một hơi thật sâu và gật đầu với Tử Ngọc. Tử Ngọc lập tức mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cơn gió mạnh ập vào Lâm Minh như một cơn sóng lớn gào thét. Lâm Minh hơi cau mày, hai chân ấn mạnh xuống đất, vô thức muốn chống lại lực va chạm này. Tuy nhiên, khi tiếng gió rít thổi qua, Lâm Minh kinh ngạc phát hiện cơn gió đó tạt vào mình nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ. Đại nhân, cậu cảm thấy sao rồi? Tiểu Ngọc ở bên cạnh vội vã hỏi. Rất tốt, tôi cảm thấy rất tuyệt. Lâm Minh lúc này hơi mới bừng tỉnh, cảm giác không thể tin nổi. Lực cản trong đường hầm,
Chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Tôi không còn cảm nhận được chút lực cản nào trong đường hầm này nữa. Cái gì? Tiểu Ngọc kinh ngạc. Lâm Minh bắt đầu tiến về phía trước, vài bước đi tới miệng cửa đường hầm, sau đó bắt đầu đi vào rất dễ dàng. Dễ dàng như đi dạo trong công viên. Lần này, Tiểu Ngọc đã bị thuyết phục. Đây chính là sức mạnh của công nghệ sao? Ông ta ngây ngốc lẩm bẩm. Lâm Minh đóng cửa lại, trong lòng vô cùng phấn khích. Làm tốt lắm, Từ Chính. Lâm tiên sinh, hiện tại chúng tôi đã tìm được phương pháp sản xuất phù hợp, khả năng sản xuất hàng loạt là rất khả quan. Sản xuất hàng loạt? Lâm Minh sửng sốt một chút, sau đó tự hồ nghĩ đến điều gì đó liền lập tức gật đầu. Từ Chính, việc sản xuất hàng loạt phải được tiến hành càng sớm càng tốt, điều này là rất cần thiết. Sở Thu, nghe kỹ đây, trọng tâm của Liên Minh vẫn là ở phòng thí nghiệm này. Anh phải đảm bảo rằng Từ Chính có mọi điều kiện rất tốt để sản xuất hàng loạt bộ cánh ve này, nghe chưa? Vâng, Lâm Minh chủ. Sở Thu chắp tay lại, đáp. Lâm tiên sinh, việc sản xuất hàng loạt không phải nhất thiết diễn ra ở phòng thí nghiệm. Tôi đề nghị chuyển phòng thí nghiệm đi rồi xây dựng nhà máy để sản xuất hàng loạt. Từ Chính mỉm cười nói. Việc này anh hoàn toàn quyết định. Lâm Minh phát tay. Sau khi thảo luận về việc sản xuất hàng loạt với Từ Chính, Lâm Minh chuẩn bị cùng Tiểu Ngọc đi vào long mạch dưới lòng đất. Lâm tiên sinh, xin vui lòng đợi một lát. Nhóm chúng tôi có quà cho anh. Lúc này, Từ Chính đột nhiên nói lớn. Quà? Lâm Minh quay người lại. Từ Chính khẽ mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu. Sau đó, một chiếc hộp đã được cơ giới hóa được đẩy tới. Chiếc hộp cơ khí được mở ra, bên trong có những món đồ nhỏ tinh xảo. Một số món chỉ có kích thước bằng quả trứng, những món lớn nhất chỉ bằng nắm tay. Mỗi món đồ này đều có hình dạng rất độc đáo, với nhiều đèn LED được bố trí trên bề mặt và nhấp nháy ánh sáng cầu vồng. Lâm Minh ngẩn người. Cái gì đây? Lâm tiên sinh, đây là một số món quà mà nhóm người tôi làm bằng dầu năng lượng cho anh. Những thứ này được chúng tôi thiết kế từ lâu, nhưng vì vấn đề dầu năng lượng trước đó không thể giải quyết nên đã bị trì hoãn. Sau khi anh mang dầu năng lượng đến, chúng tôi đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để hoàn thành tất cả những món đồ này. Giờ anh sắp đi vào long mạch, những món đồ này có thể sẽ rất có ích với anh, đến mức anh khó lòng tưởng tượng được. Từ Chính mỉm cười. Vậy sao? Lâm Minh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra hết thảy đồ đạc trong hộp rồi cho vào túi vải. Những món đồ này cũng không chiếm nhiều diện tích. Còn cách sử dụng thì sao? Trên mỗi món đồ đều có hướng dẫn sử dụng đấy ạ. Được rồi, tôi sẽ mang nó đi theo. Lâm Minh gật đầu và vác chiếc túi lên lưng. Sau khi dặn dò mọi người một số điều, anh nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lập tức đi về phía cổng. Mọi việc đều hòm hòm rồi đó. Minh chủ, chuyến đi của anh sẽ kéo dài bao lâu? Trước tiên, tôi sẽ điều tra dấu vết của lão tổ tông nhà họ Mãn và Diệp Viêm. Nếu có thể tìm được vị trí của bọn họ, tôi sẽ suy nghĩ thêm về cách ứng phó. Nếu không tìm được bọn họ, tôi sẽ trở lại trong vòng 7 ngày. Được, Liên Minh giao lại cho mọi người. Lâm Minh nói trọng giọng trầm, hô một tiếng rồi nháy mắt với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lập tức mở cửa, Lâm Minh thu lại tiên sinh đao và lao thẳng vào cổng. Tiểu Ngọc theo sát phía sau, cánh cửa được đóng sầm lại. Hy vọng Minh Chủ có thể an toàn trở về. Sở Thu hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng trầm ngâm. Những người khác biểu cảm cũng tương tự, không ai biết long mạch dưới lòng đất kia có thứ gì. Có lẽ Lâm Minh là người ngoài đầu tiên bước vào long mạch dưới lòng đất suốt bao nhiêu năm nay. Với sự hỗ trợ của bộ đồ đặc biệt, Lâm Minh thuận lợi di chuyển bên trong đường hầm. Tiểu Ngọc thì dùng giấy thông hành để đi vào trong. Tiểu Ngọc đi trước, Lâm Minh theo sau. Đi bộ như vậy cả tiếng đồng hồ, họ vẫn chưa đến được long mạch dưới lòng đất. Lâm Minh giờ đã biết năm đó anh quá ngây thơ khi cố gắng xâm nhập vào đường hầm này. Tập 836 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.